Mẹ con mất hơn 4 năm rồi đó con. Cũng là tại con. Sai lầm đã được trả giá. Cả chùa em Trúc cũng là tại con. Con sẽ tìm ra nó bằng bất cứ giá nào. Nếu nó làm hại em Trúc thì coi như hết đường sống với con. Nhưng Huy có vượt qua được thời điểm khó khăn hay lại trượt dài theo con đường cũ? Mình đang đi đúng hướng rồi, nhưng cần phải kiên nhẫn hơn. Lúc anh cho số chị Trúc á, em gọi hoài đâu có được đâu. Tụi nó lấy điện thoại của em, xong rồi giục cái sim của em đi rồi. Tụi nó khốn nạn thật. Cô Hiếu chờ mẹ nha, mẹ tắm cái mẹ ra bồng con liền. Ở với cô mơ ngoan nha. Vậy đứa con là sao chứ? Mẹ vô nha. Thằng bé là con của em. Anh quan tâm đó là con của ai làm gì? Tôi á, tuy có chút dại gái, nhưng mà đâu có đến mức dại dột tới như vậy. Ok anh, còn chuyện tán tình dụ dỗ á, anh cứ làm như mình đã bàn ha. Em sợ lắm anh hai. Lần trước em trốn, tụi nó bắt được em, tụi nó đánh em quá trời luôn. Phát hiện ra bí mật có làm thay đổi cuộc đời của Huy. Nhưng mà em sẽ cố gắng trốn thoát khỏi chỗ này. Đón xem tập 22 đến tập 28 phim Lạc Lối vào lúc 21 giờ 25 phút mỗi ngày trên VTV11 Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.